Kinh số 8 Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống Kassapa Siha Nada Sutta 381 Như vậy tôi nghe Một thời Đức Thế Tôn ở tại Ujunya Uy Nhã Quốc Tại vườn Nai Canan Kathala Lúc bấy giờ Lõa thể Kassapa Ca Diếp đến chỗ Đức Phật nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế Tôn. Tôn giả Gotama, tôi nghe như vậy. Sa môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khác khổ. Có phải những vị ấy nói đúng lời của tôn giả Gotama có phải những vị ấy đã vu oan không xác thực cho tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố như pháp thuận pháp không? Có những chủ trương nào chính và phụ gặp phải cật nạn không? Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc tôn giả Gotama. 382 Này các Sapa những ai nói Sa môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khác khổ. Những vị ấy nói không đúng lời của ta, đã vu oan không xác thật cho ta. Này các Sa Pa, ở đời này, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, vân vân, sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào khổ cảnh ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Cát Sa Pa, ở đời này, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, vân vân, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 383 Này Cát Sa Pa, ở đời này, với tiên nhãn thuần tịnh siêu nhân. Ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khác khổ hơn, vân vân. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào khổ cảnh ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Sapa, ở đời này với tiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khác khổ hơn, vân vân sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này này các sa pa khi đã biết đúng với sự thật sự lai khứ sanh diệt của những người tu khổ hạnh như vậy làm sao ta lại chỉ trích mọi khổ hạnh và tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi khổ hạnh mọi lối sống khác khổ 384 này các Sapa có một số Sa môn và La môn là những nhà bác học thông thạo, biệt tài trong tranh luận. Nhà thiện xạ bắn trẻ đôi sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia để đả phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa chúng tôi và những vị này có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng. Có điểm những vị này công nhận là phải chúng tôi cũng công nhận là phải có điểm những vị này công nhận là không phải chúng tôi cũng công nhận là không phải có điểm những vị này công nhận là phải chúng tôi công nhận là không phải có điểm những vị này công nhận là không phải chúng tôi công nhận là phải có điểm chúng tôi công nhận là phải các vị này cũng công nhận là phải có điểm chúng tôi công nhận là không phải các vị này cũng công nhận là không phải. Có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này công nhận là không phải. Có điểm chúng tôi công nhận là không phải, các vị này công nhận là phải. 385. Ta đến các vị ấy và nói: "Này các hiền giả, những điểm không đồng ý, hãy để chúng yên như vậy. Những điểm đồng ý các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Giáo sư với giáo sư hay chúng đệ tử với chúng đệ tử. Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện. Những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm. Những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành. Những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Giữa quý vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy? Gia môn Gotama hay những vị tôn trưởng, sư trưởng các giáo phái kia? 386 Này các Sapa và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau các vị này nói Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện Những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm Những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành Những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh Những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm Giữa những vị hiền giả này Sa môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, này các sa Pa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 387 Này các sa Pa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử. Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh giữa quý vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này sa môn gotama hay những vị tôn giả sư trưởng các giáo phái kia ba trăm tám mươi tám này các Sapa và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau tìm hiểu và đàm luận với nhau các vị này nói Những pháp thiện hay được xem là thiện Những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm Những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành Những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh Những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh Sa môn Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này còn những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần. Như vậy, này các sa pa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 389 Này các sa pa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau giữa giáo sư với giáo sư giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy? Chúng đệ tử của Sa môn Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả sư trưởng các giáo phái kia? 390. Này các Sapa! và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Sa môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của những vị tôn giả sư trưởng các giáo phái kia chỉ giả ly một phần thôi. Như vậy, này các gia ba, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 391 Này các gia ba, lại nữa các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử những pháp thiện hay được xem là thiện những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này chúng đệ tử của Sa môn Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia. 392. Này các Sapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Sa môn Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này. Còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần thôi. Như vậy, này các Sapa, những vị có trí khi hỏi nhau tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này 393 này các Sapa, có con đường có phương pháp khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết sa môn gotama nói đúng thời nói chân thật nói lợi ích nói hợp pháp, nói đúng luật. Này các sa pa, con đường ấy là gì? Phương pháp ấy là gì? Khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Chính là con đường thánh tám ngành, tức là tránh chi kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định. Này Kassapa, chính con đường này, chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. 394 Nghe nói vậy, lõa thể Cát-sa-pa, bạch đức thế tôn. Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được những sa môn và bà la môn công nhận là sa môn hạnh và bà la môn hạnh. Sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, như đứng mà đi đại tiểu tiện, đứng ăn, không chịu ngồi theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, sau khi ăn không chịu rửa đi khất thực không chịu bước tới theo lời yêu cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát đi khất thực không chịu dừng lại theo lời yêu cầu của thí chủ không nhận đồ ăn mang đến cho mình trước khi đi khất thực không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình không nhận mời đi ăn không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo sợ nồi chảo bị nạo bị cậy để cúng giường đồ ăn không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa sợ dành riêng cho mình không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy sợ dành riêng cho mình không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo sợ dành riêng cho mình không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn sợ đồ ăn chỉ do một người cho không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú sợ sữa người đàn bà sẽ bớt đi không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu sợ làm trở ngại sự giao cấu không nhận đồ ăn đi quyên bởi tín đồ khi có nạn đói không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng sợ chó mất phần ăn không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu sợ ruồi mất phần ăn không ăn cá không ăn thịt không uống rượu nấu rượu men vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà chỉ nhận ăn một miếng hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà chỉ nhận ăn hai miếng hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà chỉ nhận ăn bảy miếng vị ấy chỉ nuôi sống với một bát nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. 395. Này hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được chúng sa môn, bà la môn Công nhận là sa môn hạnh và bà la môn hạnh. Vị này chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, ăn gạo lứt, ăn gạo đa đu la, ăn bèo cái, ăn cám, ăn váng nước cơm, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trái cây dụng để sống. 396 này hiền giả gotama những pháp khổ hạnh này được công nhận bởi những sa môn bà la môn là sa môn hạnh và bà la môn hạnh vị ấy mặc vải gai thô mặc vải gai thô lẫn với các vải khác mặc vải tẫn liệm rồi quăng đi mặc vải phấn tảo y mặc áo làm bằng vỏ cây mặc da con sơn dương đen mặc áo bện bằng từng mảnh da của con sơn dương đen mặc áo bằng cỏ cát tường cu sa mặc áo vỏ cây mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ mặc áo bằng tóc bện lại thành mền mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại mặc áo bằng lông cú vị ấy là người sống nhổ dâu tóc là người theo tập tục sống nhổ dâu tóc là người theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi là người ngồi trò hỏ sống theo hạnh ngồi trò hỏ một cách tinh tấn là người dùng gai làm giường thường ngủ nằm trên giường gai sống dùng ván gỗ làm giường sống nằm trên đất trần thường nằm ngủ một bên hông sống để bụi và nhớp che dính thân mình sống và ngủ ngoài trời theo hạnh bạ đâu nằm đó sống ăn các uế vật theo hạnh ăn các uế vật phân bò nước tiểu bò cho và đất sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi 397 Này các Sa Nếu một người sống lõa thể Sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay, vân vân, sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa sa môn hạnh, cách rất xa bà la môn hạnh. Này các sa pa, nếu tỷ kheo sống tu tập với tâm từ không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc tự giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa pa, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Này các sa pa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống. Này các sa pa, nếu người ấy chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, ăn gạo lứt, vân vân, ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trái cây dụng để sống. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời vị ấy cách rất xa sa môn hạnh, cách rất xa bà la môn hạnh. Này Kassapa, nếu tỳ kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa pa, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Này các sa pa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn với các vải khác, vân vân sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc tâm cụ túc tuệ cụ túc thời vị ấy cách rất xa sa môn hạnh cách rất xa bà la môn hạnh này cát sa pa nếu tỉ kheo sống tu tập với tâm từ không hận thù không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa pa, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. 398 Khi nghe nói đến đây, lõa thể các sa pa bạch thế tôn, tôn giả Gotama khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Này các sa pa, đó là lời nói thường tình ở đời. Khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Này các sa pa, như một người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay, vân vân. Sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần này các sapa nếu sự khó hành sự rất khó hành của sa môn hạnh của bà la môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói khó hành thay sa môn hạnh khó hành thay bà la môn hạnh một người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái, đội ghè nước, có thể làm theo các hạnh. Tôi sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay, vân vân, Sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các Sa Ba, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa Môn Hạnh hay Bà La Môn Hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Này các Sapa nếu tỳ kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự tận diệt các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu này các sa pa kheo ấy được gọi là sa môn được gọi là bà la môn này các sa pa nếu một người chỉ ăn rau cải ăn lúa tắc vân vân ăn trái cây và rễ cây trong rừng ăn trái cây dụng để sống nếu sự khó hành sự rất khó hành của sa môn hạnh của bà la môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng mà nói, khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước, có thể làm theo những hạnh. Tôi chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, vân vân Ăn trái cây và rễ cây trong rừng. Ăn trái cây rừng để sống. Này cát gia pa vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, sa môn hạnh hay bà la môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Này cát gia pa nếu tỷ kheo sống tu tập với tâm từ không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa pa, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Này các sa pa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, vân vân sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi nếu sự khó hành sự rất khó hành của sa môn hạnh của bà la môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói khó hành thay sa môn hạnh khó hành thay bà la môn hạnh một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước, có thể làm theo những hạnh. Tôi chỉ mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, vân vân. Sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Này các Sa Pa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa môn hạnh hay bà La Môn Hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay Sa Môn Hạnh, khó hành thay bà La Môn Hạnh. Này các Sa Pa, nếu tỷ kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và ăn chú ngay hiện tại tâm giải thoát tuệ giải thoát vô lậu này Cát sa pa tỉ kheo ấy được gọi là sa môn được gọi là bà la môn ba trăm chín mươi chín khi nghe nói vậy lõa thể kát sa pa bạch đức thế tôn tôn giả gotama khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa ba, đó là lời nói thường tình ở đời. Khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa ba, nếu một người sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay, vân vân, sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các sa pa, nếu trở thành một sa môn, nếu trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng mà nói. Khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ? cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh này. Tôi sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay, vân vân, Sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các Sa vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn khó biết, vẫn thật khó biết một người sa môn hay một người bà la môn. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa pa, nếu tỷ kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu này cát sa pa vị tỷ kheo ấy được gọi là sa môn được gọi là bà la môn này cát sa pa nếu một người chỉ ăn rau cải ăn lúa tác vân vân ăn trái cây và rễ cây trong rừng ăn trái cây rụng để sống này cát sa pa nếu trở thành một sa môn trở thành một bà la môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng mà nói. Khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước, có thể làm theo những hạnh. Tôi chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, vân vân, Ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Này các sa ba, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn khó biết, vẫn thật khó biết một người sa môn hay một người bà la môn. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Này các sa ba, nếu tỷ kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các sa pa, tỷ kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là bà la môn. Này các sa pa, nếu một người mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, vân vân. Sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Này các sa pa, nếu trở thành một sa môn, trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn một người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh này tôi mặc vải gai thô mặc vải gai thô lẫn với các vải khác vân vân sống một đêm tắm ba lần này các sa pa vì ngoài khổ hạnh này ngoài sự thực hành khổ hạnh này vẫn khó biết vẫn rất khó biết một người sa môn hay một người bà La Môn. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó biết thay một Sa Môn, khó biết thay một bà La Môn. Này các Sa Pa, nếu tỷ kheo sống tu tập với tâm từ, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và ăn chú ngay hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này các sa pa tỉ kheo ấy được gọi là sa môn được gọi là bà la môn bốn trăm khi nghe nói vậy lõa thể các bạch đức thế tôn tôn giả gotama thế nào là giới cụ túc thế nào là tâm cụ túc thế nào là tuệ cụ túc này các nay ở đời như lai xuất hiện là bậc a la hán chánh biến chi vân vân xem kinh sa môn quả đoạn 190 đến 193 vân vân thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt thọ lãnh và tu học trong giới pháp thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc thủ hộ các căn đầy đủ chánh niệm chánh trí và biết chi túc 401 Này Cát Sa Pa Thế nào là tỷ kheo Giới hạnh cụ túc Ở đây này Cát Sa Pa Tỉ kheo từ bỏ sát xanh Tránh xa sát xanh Bỏ trượng Bỏ kiếm Biết tàm quý Có lòng từ Sống thương xót đến hạnh phúc Của tất cả chúng sanh Và loài hữu tình như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật, vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả, đoạn 194 đến 210. Trong khi một số Sa Môn, Bà La Môn, giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các tà thuật để được an ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, vân vân xem kinh sa môn quả đoạn 211 vân vân ngăn ngừa công hiệu của thuốc còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên như vậy là giới cụ túc của vị ấy và như vậy này các sa pa vị tỷ kheo ấy nhờ giới luật cụ túc nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật này các sa pa như một sát đế lị đã làm lễ quán đành, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi chỗ nào về sự thù địch. Cũng vậy, này các sa ba, tỷ khao ấy nhờ giới luật cụ túc nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. Vị ấy nhờ giới luật cụ túc cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh như vậy này các sa pa là tỷ kheo giới luật cụ túc này các sa pa thế nào là vị tỷ kheo bảo hộ các căn này các sa pa khi mắt thấy sắc tỷ kheo không nắm giữ tướng chung vân vân những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì ý căn. Thực hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy. Nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy. Nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh. Vân vân. Như vậy. Này các Sa Pa. Là tỷ kheo hộ trì các căn. Vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả. Đoạn Kinh số 213 ba đến 225. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan xanh. Do hân hoan nên hỷ xanh. Do tâm hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ xanh. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh với tầm với tứ. Tỷ kheo thấm nhuần tầm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục xanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục xanh ấy thấm nhuần. Này các gia ba, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt nhào trộn với nước ướt thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt cũng vậy này cát sa pa tỉ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỉ lạc do ly dục xanh không một chỗ nào trên toàn thân không được hỉ lạc do ly dục xanh ấy thấm nhuần như vậy là tâm cụ túc của vị ấy. Lại nữa, này Cát Sa Pa, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định xanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, vân vân Thiền thứ ba, vân vân Chứng và chú vào thiền thứ tư, vân vân Xem Kinh Sa Môn Quả đoạn 232 đến 233. Đó là tâm cụ túc của vị ấy. Này các pa, đó là tâm cụ túc. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tránh trí, tránh kiến. Vị ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này các Sa Pa, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy sợi dây màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hay màu vàng nhạt một người có mắt cầm hòn ngọc ấy ở trên tay sẽ thấy hòn ngọc lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt có tám mặt khéo rũa khéo mài sáng chói không uế trược đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này Cát Sa Pa, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Vị tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tránh trí, tránh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc, vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả, đoạn 236 đến 249. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đó là tuệ cụ túc của vị ấy. Này Kassapa, đó là tuệ cụ túc. Này Kassapa, và không có một giới cụ túc, tâm cụ túc tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc này? 402 Này các sa pa, có một số sa môn bà la môn chủ trương giới luật. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán giới luật. Này các sa pa, nói về giới luật tôn kính cao thượng nhất, ta nhận thấy không có một ai bằng giới luật của ta làm sao có ai hơn được như vậy ta hơn trên tất cả về giới luật tức là tăng thượng giới này các sa pa có một số sa môn bà la môn chủ trương khổ hạnh yểm ly những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán khổ hạnh yểm ly này các sa pa nói về khổ hạnh yểm ly tôn kính cao thượng nhất Ta nhận thấy không có một ai bằng được khổ hạnh yểm ly của ta, làm sao có ai hơn được? Như vậy, ta hơn trên tất cả về khổ hạnh yểm ly, tức là tăng thượng yểm ly. Này Kassapa, có một số sa môn, bà la môn chủ trương trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán trí tuệ. Này Kassapa, nói về trí tuệ tôn kính cao thượng nhất, ta nhận thấy không có một ai bằng được trí tuệ của ta, làm sao có ai hơn được. Như vậy, ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là tăng thượng trí tuệ. Này các sa ba, có một số sa môn bà la môn chủ trương giải thoát. Những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán giải thoát. Này các sa ba, Nói về giải thoát, tôn kính cao thượng nhất, ta nhận thấy không có một ai bằng được giải thoát của ta, làm sao có ai hơn được? Như vậy, ta hơn trên tất cả về giải thoát, tức là tăng thượng giải thoát. 403. Này Các Sa-pa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử, nhưng chỉ tại chỗ vắng người, không ở giữa đại chúng. Nên nói với họ, chớ có nói như vậy. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử tại chỗ vắng người và cả giữa đại chúng. Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng nhưng không giống với tinh thần vô úy nên nói với họ chớ có nói như vậy Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng và giống với tinh thần vô úy này Kassapa nên nói với họ như vậy này Kassapa sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy. Nhưng không có ai hỏi Sa môn Gotama câu hỏi gì. Nên nói với họ, chớ có nói như vậy. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy và có người hỏi sa môn gotama này các sa pa nên nói với họ như vậy này các sa pa sự tình này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói sa môn gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy và khi có người hỏi sa môn gotama không thể trả lời nên nói với họ chớ có nói như vậy. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy và khi có người hỏi Sa môn Gotama trả lời cho họ. Này các nên nói với họ như vậy. Này các sự tình này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý. Và khi có người hỏi, Sa môn Gotama trả lời cho họ. Nhưng dầu cho Sa môn Gotama có trả lời, câu trả lời cũng không làm tâm người ta thỏa mãn. Nên nói với họ, chớ có nói như vậy. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý. Và khi có người hỏi, môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn. Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý. Và khi có người hỏi, sa môn gotama trả lời cho họ câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn nhưng người ta không xem ý kiến của sa môn gotama là đáng được nghe nên nói với họ chớ có nói như vậy sa môn gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý và khi có người hỏi sa môn gotama trả lời cho họ câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa môn Gotama là đáng được nghe. Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý và khi có người hỏi, Sa môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa môn Gotama là đáng được nghe, nhưng dầu cho có được nghe, người ta cũng không tin tưởng. Nên nói với họ, chớ có nói như vậy. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy và khi có người hỏi, Sa môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn, người ta xem ý kiến của Sa môn Gotama là đáng được nghe và sau khi nghe, người ta có lòng tin tưởng. Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra, các du sĩ ngoại đạo có thể nói Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy. Và khi có người hỏi Sa môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa môn Gotama là đáng được nghe. Và sau khi nghe người ta có lòng tin tưởng. Nhưng dầu cho có lòng tin tưởng, người ta không biểu lộ lòng tin tưởng nên nói với họ chớ có nói như vậy sa môn gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy và khi có người hỏi sa môn gotama trả lời cho họ câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn người ta xem ý kiến của sa môn gotama là đáng được nghe và sau khi nghe người ta có lòng tin tưởng khi có lòng tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng. Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Sa môn Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý. Và khi có người hỏi, Sa môn Gotama trả lời cho họ câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn người ta xem ý kiến của sa môn gotama là đáng được nghe và sau khi nghe người ta có lòng tin tưởng khi có lòng tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng nhưng dầu cho có biểu lộ lòng tin tưởng người ta không đạt đến chỗ như thực nên nói với họ chớ có nói như vậy sa môn gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô úy. Và khi có người hỏi, Sa môn Gotama trả lời cho họ. Câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa môn Gotama là đáng được nghe. Và sau khi được nghe, người ta có lòng tin tưởng. Khi có lòng tin tưởng, người ta biểu lộ lòng tin tưởng và đạt đến chỗ như thực. Này Kassapa, nên nói với họ như vậy. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói. Samon Gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý. Và khi có người hỏi, Samon Gotama trả lời cho họ câu trả lời làm cho tâm người ta thỏa mãn người ta xem ý kiến của sa môn gotama là đáng được nghe và sau khi nghe người ta có lòng tin tưởng khi có lòng tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng và đạt đến chỗ như thực nhưng người ta không đem ra thực hành được nên nói với họ chớ có nói như vậy sa môn gotama giống tiếng giống con sư tử giữa đại chúng với tinh thần vô ý. Và khi có người hỏi, Sa môn Gotama trả lời cho họ, câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn. Người ta xem ý kiến của Sa môn Gotama đáng được nghe. Sau khi được nghe, người ta tin tưởng. Khi có lòng tin tưởng, người ta biểu lộ lòng tin tưởng và đạt đến chỗ như thực đạt đến chỗ như thực, người ta đem ra thực hành. Này Kassapa nên nói với họ như vậy. 404 Này Kassapa, một thời ta ở tại vương giá trên núi linh thú, lúc bấy giờ có người phạm chí tu khổ hạnh, tên là Nigroda đến hỏi về tối thắng khổ hạnh yểm ly khi được hỏi về tối thắng khổ hạnh yểm ly ta đã trả lời và khi được ta trả lời vị ấy phát tâm hoan hỉ như với một hoan lạc tối thượng bạch đại đức ai có thể sau khi nghe thế tôn thuyết pháp mà lại không hoan hỉ như với một hoan lạc tối thượng bạch đại đức thật ra con cũng vậy sau khi nghe thế tôn thuyết pháp thì hoan hỉ như với một hoan lạc tối thượng thật vi diệu thay bạch đại đức thật vi diệu thay bạch đại đức bạch đại đức như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chư tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, con xin xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. 405 Này các Sa Pa, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống bốn tháng biệt chú sau khi sống bốn tháng biệt chú chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau bạch đại đức nếu những người xưa kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống bốn tháng biệt chú sau khi sống bốn tháng biệt chú chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia cho thọ đại giới thời con sẽ xin sống biệt chú bốn năm sau khi sống biệt chú bốn năm nếu chúng tăng đồng ý mong chúng tăng xuất gia cho con cho con thọ đại giới để thành vị tỳ kheo và lõa thể các sa pa được xuất gia với thế tôn và được thọ đại giới thọ đại giới không bao lâu đại đức các sa pa ở một mình an tịnh không phóng giật sống nhiệt tâm cần mẫn và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến đó là vô thượng cứu cánh của Phạm Hạnh Ngay trong hiện tại Tự mình với thắng trí, chứng ngộ và an trú Xanh đã tận Phạm Hạnh đã thành Những gì nên làm đã làm Sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa Đại Đức Cát liễu chi như vậy Và Đại Đức Cát trở thành một vị A-La-Hán nữa